Ok, rồi đi. No. Ui. Rồi, búp bê này mất hai tay. Cái gì vậy? Từ từ hãy đi đến cái phòng mà what the hell, cái gì vậy? Ở trên tay của mình chính là hai con Baby Tree, hay còn được gọi là bé ba mấy bạn ạ. Và mấy bạn có thể thấy rằng là bọn nó rất là dễ thương, đúng không nào? Đó chính là lý do vì sao mà bọn nó rất là hot. Nhưng để có thể chế tạo ra được một cái con búp bê Baby Tree như thế này, chúng ta phải trải qua rất là nhiều bước phức tạp để có thể tạo được nó. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đột nhập vào trong một cái nhà máy sản xuất búp bê, nhưng mà là búp bê bị ma ám. Búp bê bị ma ám. Rồi, ok 500 anh em. Và hiện tại bây giờ chúng ta đang có mặt ở trong cái nhà máy sản xuất búp bê của chúng ta ở đây. Đấy. Ôi, cái nhà máy sản xuất búp bê này sao mà nhìn nó có vẻ hơi cũ kỹ nha. Xung quanh khói bụi đồ mờ mịt hết nè. Trời ơi. Đấy. Thì nói chung là đây là cái tựa game có tên là Dollmare mấy bạn ạ. Thì ngày hôm qua có một bạn ấy đã comment ở trên kênh của tôi bảo rằng là anh ơi, anh hãy chơi thử cái tựa game Dollmare này đi anh. Có bản demo chơi miễn phí luôn đó. Anh chơi thử đi. Nếu như mà các bạn thích thì anh làm tiếp tập tiếp theo. Đó, tôi thấy cũng hay. Miễn phí mà ngu gì không chơi, đúng không các bạn? Đó. Nên là tôi đã tải tựa game này về. Thì nếu như bạn nào mà muốn tôi làm tiếp cái tựa game này, tập tiếp theo, đừng quên là comment xuống bên dưới tôi biết nha. Ok. Rồi ok, thì nhiệm vụ đầu tiên thì nó kêu mình là hãy vào trong cái phòng mà Rocker Room này để lấy cái gì đó. Ok, hình như là lấy bộ đồ để đi làm việc thì phải. Ok, đề công nhân bất công đồ kiểu bạn phải có bộ đồ. Ủa? Sao mấy cái tủ này làm sao mở được? Cái này là gì đây? À, cái này tắt đèn. Ui, tắt đèn sợ đấy. Ok, ở đây chỗ này có cái tủ phát sáng nè, hình như tủ này. À đây, đúng rồi. Lấy bộ đồ mặc vô. Ok, nói chung là nhiệm vụ của cái game này ngày hôm nay là chúng ta sẽ đóng vai là một người nhân viên mới đến các bạn. Thì nhiệm vụ của chúng ta sẽ là một nhân viên hình như cái gì người ta gọi là gì ta, phân loại búp bê đó, phân loại búp bê các bạn ạ. Ok, bật đèn lên nè. À, cái này là tắt đèn, trời ơi. Gạt xuống là bật đèn, gạt lên tắt đèn. Ok, rồi đây. Thì nhiệm vụ này sẽ có cái này là gì? Thùng rác hả? À ok, chắc là sẽ vứt rác vào đây. Rồi bấm cái nút màu xanh này. À ok. Đấy, nhiệm vụ chúng ta đơn giản các bạn. Đó chính là chúng ta chỉ cần bấm cái nút màu xanh để cho nó ra con búp bê. Sau chúng ta cầm búp bê, chúng ta xoay qua xoay lại, chúng ta kiểm tra coi nó có bị gì không. Ví dụ con này nó không bị gì hết nha. Đó, nó không hề bị gì hết. Mình sẽ để ở đây cho nó trôi đi. Rồi sau khi nó trôi vào trong thì nó sẽ hiện cái đèn màu xanh lá cây lên. Nó nghĩa là chúng ta đã làm đúng, mày hiểu không? Đấy, rồi tiếp tục nè. Con tiếp theo, con này để xem coi. Con này là quần áo của nó, bạn thấy là quần áo vẫn ok, không có gì hết đúng không? À đây 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 đây, đây. Nó bị mất một ngón tay các bạn. Đây đây các bạn thấy không? Cái bàn tay của nó nè, đó bị mất một ngón tay. Ok, rồi. Bỏ vô thùng rác. Ok, rồi nó hiện đèn xanh lá cây. Đó là có nghĩa là chúng ta đã làm đúng đó các bạn. Đấy, nói chung là công việc chúng ta chỉ đơn giản là như thế thôi. Nhưng mà đây là gọi là gì ta, xưởng búp bê ma ám mà nó cũng không đơn giản như vậy đâu bạn. Ok, con này thì nó bị rách áo nè. Ừ, con này bị rách áo nè, con này là hỏng rồi nè. Đem dục. Ok, các bạn cứ từ từ, mấy con búp bê này giờ nó còn dễ thương chứ tí nữa bắt đầu đáng sợ. Rồi ok, con búp bê tiếp theo nè. Búp bê dốc cơ hả? Tóc màu xanh luôn hả? Trời. Rồi quần áo ok, tay chân đồ đầy đủ, không thiếu ngón chân ngón tay nào hết. Đấy, rồi cho qua. Đấy, đèn màu xanh có nghĩa là đúng nha. À mà mình quên nữa, hình như là nếu như mà đèn màu đỏ hiện lên, đèn màu đỏ mà mình làm sai có nghĩa là mình sẽ bị trừ lương đó các bạn, hơi bị mệt chỗ đó. À búp bê Carol nè, màu đỏ nè. Ê, cái búp bê này là nó bị hư cái miệng đúng không? Cái miệng nó bị hư đúng không? Rồi ok, cái miệng nó bị hư rồi. Đem vứt thôi. Tiếp. Ui, cái gì đây? Ui. Ủa sao con búp bê này nó vừa mới ra ngoài cái là đèn chớp chớp luôn rồi. Thường mấy cái phim kinh dị là nhân vật chính xuất hiện là đèn hay chớp lắm nè. Đây, con búp bê này thì thôi khỏi phải nói rồi, nhìn nó thôi là biết nó bị hư rồi. Chứ ai mà mua búp bê này chắc là ngu mặn lắm đấy. Ok, đem dục. Rồi, búp bê tiếp theo. Ui, búp bê này thì gãy chân rồi, đem vứt luôn. Búp bê tiếp theo. Ui, búp bê mèo Simi. Búp bê mèo Simi này, dễ thương búp bê. Ui, gì vậy? Trời ơi, cái bà Sam này bà qua phòng của tôi giật mình thiệt chứ. Rồi bye bye Sam nha. Trời ơi, Sam vô Sam xem coi mình đang làm gì các bạn. Trời ơi là trời, bà hù tôi giật mình các bạn. Ok. Rồi, nói chung là con búp bê này, búp bê mèo Simi nè. Nói chung là bình thường nha, không có gì hết nha. Tay chân đồ. Chỗ này là bị bể đúng không? Có cái vết nứt nứt nè phải không? Hình như không phải. Ok. Rồi, cho chị mèo Simi qua. Ủa? Sai nè. Thôi xong, rồi tôi làm sai một con rồi bạn. Ủa cái con vừa rồi rõ ràng đâu bị gì đâu các bạn. Chị kia. Ok con này. Ôi búp bê Phong Cận. Ôi từ nãy giờ ra mấy cái màu của tôi không nhờ. Bình thường nha các bạn nhìn nè, đúng không? Bình thường nha, con búp bê này tay chân miệng rồi bình thường nha. Rồi, cho qua. Ok, đèn xanh, hợp lý. Tiếp. Ui, búp bê Camui nè. Ủa? Khoan, hình như tôi mới thấy nó chớp mắt đúng không mày đi? Ui, nó chớp mắt kìa. Ui, con này nó chớp mắt xong đèn chớp luôn. Rồi, ok, nói chung là hình như mấy con này chớp mắt được các bạn. Cho qua, khoan từ từ kiểm tra lại lần nữa coi. Tay chân miệng được ok không? Rồi mọi thứ ok nha. Rồi cho qua nè. Ủa? Sao lại sai? Rõ ràng con nó đầy đủ tay chân miệng rồi quần áo đầy đủ mà. Hả? Sao mới vừa cầm vô cái rớt cái đầu. Trời ơi trời ơi, con này nhìn là biết hỏng rồi. Thôi dục. Nhìn là biết hỏng rồi các bạn ơi. Ok. Rồi cho con tiếp theo đi. Ủa kỳ ta, có mấy con hơi khó phân biệt nha. Con này sao đây? Rồi con này bị mất con mắt. Ok. Đó bạn thấy không? Càng lúc nó sẽ càng có những con búp bê khá là dị nó xuất hiện các bạn hiểu không? Đấy. Sao mắm được tiếp. Ui. Gì friend? Hello friend. Uầy, tôi nhớ tôi giục bạn cái thùng rác rồi mà nhờ. Bạn treo ra ngoài à? Ơ cái con này. À. Con này ghen nhờ. À, ok. Thôi chúng ta cứ làm việc tiếp để bạn coi như không có chuyện gì xảy ra. Con này ok nha bạn, quần áo đồ đầy đủ nè, môi miệng đồ không bị gì hết à. Rồi. Cái bạn kia làm mình hơi sợ nha bạn ơi. Mình cứ nên đóng tủ lại cho chắc. Ok. Rồi. Rồi đây là búp bê tiếp theo. Ok, không sao hết. Mọi thứ bình thường. Cho qua. Rồi, búp bê này mất hai tay. Cái gì vậy? Cái gì vậy? What the hell? Bóng đèn đã bị tắt. Ồ, bây giờ mình hãy đi mở đèn. Nói chung là công ty mình bị cúp điện rồi nên bây giờ mình phải đi mở điện các bạn. Ok. Mở được này không? Không được hả? Ok, phòng mở điện. À, ui, cái phòng này là phòng mở điện đúng không? Ui. Tôi thấy có con gì ở trong kìa mấy đấy. Đúng không? Ui, có búp bê đúng không? Ok, rồi đi vào trong. Ui, no, con búp bê nó tự tử. Ồ, con búp bê nó thấy tôi. Ồ, khoan từ, cái này là gì đây? Oh my god, siro hả? Siro dâu hả? Gì mà ai ăn có cái tay của ai ở đây nữa vậy? Hép cứu à? Không bạn, không được bạn ơi, mình không cứu bạn được rồi. Oh my god, cái gì mà xung quanh tàn là siro dâu vậy? Có gì không vậy? Đừng hù ra nha, tôi sợ jump scare lắm á. Ủa, ok. Ủa mà khoan từ, hồi nãy sao nhiều siro dâu lắm mà sao bật lên cái là hết siro dâu rồi. Từ để mở mấy cửa ra được không? Hồi nãy có ai kêu cứu rồi đúng không? Chắc xin lỗi bạn nha, mình không cứu được bạn rồi. Ok, thôi bây giờ mình sẽ quay trở lại để mình làm tiếp tục công việc của mình nha các bạn. Tôi thấy là bắt đầu nó hơi bất ổn rồi đó. Nó cũng hơi bắt đầu bất ổn rồi đó. Ông chủ mình quay trở lại cho ta. Ông chủ đi luôn rồi. Ok, có búp bê tiếp theo. Ui, búp bê Sammy nè. Đây, tay chân đồ kiểu mọi thứ vẫn ổn nha. Mắt mũi miệng đồ kiểu ổn nha. Ok, quần áo không bị rách. Rồi, búp bê này đạt chuẩn nè. Rồi qua. Ủa, khoan tự, con búp bê hồi nãy rõ ràng là nó đâu bị gì đúng không bạn? Go home, về nhà. Ủa, cái gì kỳ vậy? Ủa, rõ ràng là nó đâu bị gì đó. Ok thôi, ok, nói chung là bây giờ ông chủ bảo mình là hãy đi về nhà và hãy bình tĩnh đi, bởi vì là mọi chuyện từ nãy giờ coi như không có chuyện gì xảy ra nhé. Ông bảo mình như vậy. Rồi, thôi chúng ta đi về nhà các bạn, không sao cả. Nói chung là ông chủ bảo mình là mấy cái chuyện từ nãy giờ mà bạn đừng có bận tâm, không có chuyện gì xảy ra đâu. Kiểu vậy đó. Rồi, chúng ta đã làm việc được 60 đô nhưng mà bởi vì chúng ta làm sai nên chúng ta bị trừ 28 đô, chúng ta còn được 32 đô. 32 đô là khoảng 600.000 Việt Nam mấy bạn. Rồi ok, ngày thứ hai nè, let's go đi làm thôi. Mình là một người công nhân chăm chỉ, bạn hiểu không? Đến sớm làm sớm. Đó, ok. Hy vọng ngày hôm nay mấy bạn búp bê sẽ không hù mình như ngày hôm qua. Ngày hôm qua bị mấy con búp bê nó hù. Đó, ok. Rồi ok, giờ làm việc. Mở đèn lên. Cái này cái gì đây? Ai tè thế vậy? Nó bị rỉ nước các bạn. Ủa ngày hôm qua hình như đâu có cái nước này không ha? À đây, ông chủ của chúng ta đã xuất hiện rồi. Ok, tôi tắt tiếng của ông chủ rồi. Tại ông chủ nói nhiều quá bạn, tôi tắt tiếng rồi. Ui, em bé tóc hồng. Ngầu ấy. Để coi coi. Tay chân miệng bình thường nè, quần áo bình thường nè. Chúng ta cứ làm việc thôi bạn ơi, kệ ông chủ đi. Ông muốn nói gì ông nói, kệ ông đi. Rồi. Đèn xanh. Rồi, hy vọng hôm nay tôi sẽ không bị trừ lương nữa. Ngày hôm qua bị trừ đến 28 đồng là bằng 1/2 ngày lương của tôi rồi. Trời ơi. Con này mới giống Sammy nữa bạn. Ui, con này con búp bê này nhìn giống Sam ấy nha. Tay chân miệng mọi thứ ok nè. Ui. Nó mới nói chuyện nữa bạn. Ủa búp bê nói chuyện được. À đúng rồi, hình như con này nói chuyện được mà phải không? Nó có cái miệng của nó có cái khớp nè. Ủa là vậy là nó là hoàn thiện ok chưa hay nó là sai? Từ để bỏ cho thử nha. Ồ, là con nào biết nói là con đó là sai hả? Ok, từ cái này là gì đây? Ủa, hộp quà. Ôi cái này là hộp quà ông chủ tặng mình à. Ôi hợp lý quá ông chủ ơi. Mà sao tặng không tặng tôi tiền, tặng tôi bức tranh làm gì có ngắm được đâu. Ok. Em bé này thì bị rách cái áo rồi, con búp bê này bị rách cái áo rồi. Dục, bị rách có cái áo vậy thôi mà đem dục đó các bạn. Phí thiệt. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Ôi ôi, cái tấm này nó kêu thôi mà tôi giật hết cả mình nữa bạn. Trời ơi trời. Ok rồi. Con tiếp theo, em bé vẫn bình thường. Rồi cho qua. Ơ sao vẫn đang đỏ? Ơ kìa, rõ ràng là bình thường mà. Từ từ bây giờ tôi phải kiểm tra thật kỹ luôn nè các bạn. Nè nè này á. Xôi nè đó, quần áo nè, không hề bị rách nha. Tay chân vẫn đủ ngón nha, nè 5 ngón chân nha, bàn chân 5 ngón nha, đôi mắt nè, ok miệng nè. Ờ nó biết nói chuyện, từ từ. Nó biết nói chuyện, nó mới vừa nói chuyện, vậy là đem dục đúng không? Nói chuyện là sai đúng không? Đem dục nè. Ơ kìa. Sao hồi nãy con kia nói chuyện cũng sai mà con này nói chuyện cũng... Ủa, sao con này tóc chất vậy? Ui con này tóc chất quá vậy? Ok, con này thì cái áo bị rách rồi, đây cái áo bị rách, con này nhìn là biết sai rồi, áo bị rách. Ngày thế giờ làm ngày không được nhiêu lương mà bị trừ lương riết. Ui em bé Phong Cận nè, ngầu quá vậy. Nhưng mà em bé Phong Cận này tóc thì giống Phong Cận nhưng mà mắt thì nhìn hơi ghê nha. Ok rồi, mắt bị lỗi, hình như là mắt lỗi các bạn. À Labubu cái gì ta, mắt ướt. Cái này là Labubu mắt ướt các bạn. Hồi nãy là Labu mắt thường nha các bạn. Đây Labu mắt thường. À không, Baby Three mắt thường. Còn đây là Baby Three mắt ướt các bạn. Con này là hàng hiếm nha các bạn nha. Mình mới mở được hàng hiếm nè, xịn chưa? Ok, thôi hàng hiếm thì cũng bỏ thùng rác. Ok, rồi, tiếp. Ui, con này nhìn giống Camui nữa các bạn. Quần áo ok, ngón chân, ngón tay ok, mặt mũi, miệng ok. Rồi, mọi thứ ok. Cho qua. À, trời. Hay là có cái gì ra nó hù tôi cái đi cho tôi đỡ chán được không? Chứ giờ tôi thấy hơi chán rồi nha. Rồi, em búp bê bị mất con mắt, cũng chưa có gì đáng sợ lắm. Hay có gì ra hù tôi cái tôi sợ được không? Rồi, em bé tiếp theo. Tay chân, mắt, mũi, miệng. Mắt màu tím đúng không ta? Chắc là đúng rồi ha. Rồi, cho qua luôn. Ủa, có một cái vấn đề gì đó. Từ từ hãy đi đến cái phòng mà phòng gì? What the hell cái gì vậy? Đầu tiên thế giờ cái con quỷ búp bê này, trời ơi. Búp bê chú hề. Ây da, xích rịch xích rịch. Búp bê chú hề xích rịch nha bạn. À, con này đẹp nè, thôi con này hù đúng không? Được, mình sẽ để con này ở đây để tối mình đem về nhà mình trưng đầu giường đó mình ngủ. Ok, mình sẽ để nó đứng ở đó luôn. Ôi ủa rồi mấy cái thùng rồi, sao mấy thùng biến mất nhanh vậy? Hồi nãy con búp bê đứng trên mấy cái thùng mà tôi đâu có thấy mấy cái thùng đâu mà mấy cái thùng biến mất rồi. Rồi bây giờ hãy đến cái phòng ambai hả? Ok, phòng ambai ở đây, đây phòng này. Hình như là ông chủ ông bảo là bị hỏng cái gì đó và ông kêu mình đi đến sửa. What the hell cái gì đây? Ồ. À trời ơi mấy con búp bê thôi, tôi tưởng cái gì quái vật hay gì tôi sợ vậy. Trời ơi. À đây là những con búp bê đang trong quá trình được chế tạo các bạn nè. Con này là nó có cái giọng nói nữa bạn. Con này là có cái sau lưng của nó có giọng nói nè. Mấy con bên này là không có giọng nói nè. Ui ui vậy là con này là hàng hiếm đó bạn. Con hàng hiếm nó có giọng nói nè, sau lưng này thấy không? Ok. Rồi để tôi qua mấy cái con khác coi. Ui, cái gì đây? Nó bị kẹt hả? À, nó bị kẹt các bạn ơi. Ui mấy con, sao mấy con này nhìn ghê đấy. Ui, sao con búp bê bên này nhìn ghê hết. Mấy con bên này đang dễ thương mà sao mày qua mấy con này nhìn ghê đấy. Ui, ở đây tôi hỏi nha, có bạn nào giống tôi không? Nhưng mà lúc mà tôi còn nhỏ là tôi hay thấy mấy đứa em tôi nó hay chơi mấy con búp bê mà để nó nằm xuống là nó sẽ nhắm mắt, mà cầm nó lên nó sẽ mở mắt đó các bạn. Đó. Rồi ngày xưa còn có thêm mấy con búp bê mà biết kéo còng dây, biết nói chuyện nữa. Tôi thề tôi cực kỳ sợ, yêu sợ mấy con búp bê đó luôn nha. Mấy con búp bê mà kiểu công chúa đồ, kiểu em bé đồ kiểu các bạn. Sợ vãi. Ừ thì kiểu như là chắc là con nít thì nó không có sợ, nó chơi bình thường, còn mình người lớn nhưng mà mình hay coi phim ma rồi kiểu mình bị ám ảnh này không, mình sợ đấy. Rồi sửa xong rồi nè, ok chưa? Ủa tôi nhớ hồi nãy là cái nhà kho này nó rộng lắm mà ta, đúng không? Sao giờ nó còn xíu à? Oh my god, sợ thế. Chuyện gì xảy ra? Lên lầu được không? Không lên lầu được. Xuống lầu được không? Không xuống lầu được. Oh my god. Thôi tôi nghĩ là chắc tôi nên xin nghỉ việc ở đây các bạn ạ. Nguy hiểm quá. Hello. What? Chuyện gì xảy ra? Ok. Thì ra đây chính là demo các bạn, đây chính là kết thúc của demo. Và nếu như các bạn nào muốn chơi full thì các bạn có thể lên trên Steam để tải về chơi các bạn ạ. Ok, có trên Steam rồi. Ui, tính ra tựa game này hay nha. Tôi thấy là có vẻ là cuốn đó. Kiểu cảm giác vô mà mình chơi xong mà bây giờ tôi nhìn mấy con búp bê này tôi cũng thấy hơi sợ sợ mà đó các bạn. Tôi làm cho nó cái mắt lé lé cho đỡ sợ. Đó. Ok, rồi. Ok bạn, nói chung là game này hay. Thì nếu như bạn nào mà muốn mình sẽ tiếp tục chơi tiếp tựa game này thì các bạn đừng quên hãy comment xuống bên dưới. Thì tập sau mình sẽ rủ Sammy vào chơi chúng mình cho nó, cho Sammy sợ chơi, hiểu không? Đó, cho nó hấp dẫn. Đó, mời Sammy vào chơi cho hấp dẫn. Ok, rồi, còn bây giờ thì mình nghĩ rằng là video đến đây cũng đã rất là dài rồi, cho nên mình sẽ kết thúc video tại đây. Và nếu bạn nào thấy thích video này đừng quên hãy cho mình một like, một share và nhấn nút đăng ký kênh. Và cũng đừng quên hãy đăng ký ủng hộ cho mọi người nữa nha. Ok, còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau. Tạm biệt. Bye bye.